Hai Sang chào buổi sáng cả mọi người nha. Chào mọi người nha. Sáng hôm nay thì Sang với mấy đứa mấy anh em Sang thì đang có mặt ở phía trên biển hồ cho Sang mọi người. Nhưng mà mọi người xem biển hồ vào mùa này nè, cạn khô luôn, không còn một miếng nước nào hết cả. Và nó trở thành một cái đồng cỏ rộng bao la bát ngát luôn ha, rộng trải dài từ đây mà ra tích tích ngoài kia luôn, không có thấy cái điểm cuối nó ở đâu luôn mọi người. Tại vì ở chỗ biển hồ á, nó có một cái đập thủy điện ở phía dưới kia. Và cái mùa này á, thì đập thủy điện nó bắt đầu là xả nước đi, và nước biển hồ nó bắt đầu rút hết đi mọi người, nên nó trở thành một cái đồng cỏ. Và trên cái đồng cỏ này nè, sẽ có những chỗ còn sót nước lại á, thì nó sẽ có cá tập trung về đó rất là nhiều luôn. Nên sáng hôm nay thì Sang rủ mấy đứa ở đây, mấy anh em Sang á, sẽ làm một cái thử thách ngoài biển hồ này với mấy đứa. Tại vì lâu rồi á, thì Sang với mấy đứa không có đi mò cua bắt cá này kia. Sang với mấy đứa sẽ thực hiện một thử thách, là thử thách 28 giờ bắt cá bằng tay không và sinh tồn ở trên biển hồ này nha. Giờ để mò được cá thì Sang phải đi di chuyển theo cái con đường mòn này nè, đi tận tích ra ngoài kia. Tại vì nước lòng hồ nó rút ra ngoài kia mọi người, Sang với mấy đứa sẽ ra ngoài đó để kiếm những con suối mà nó còn nước lại á. Chỗ nào có cá thì Sang với mấy đứa sẽ mò cá ngoài đó nha. Từ giờ tới chiều, xong chiều rồi mấy anh em Sang sẽ quay vào phía trong đây. Mình sẽ làm một cái lều trại và ngủ trong đây một đêm nha mấy đứa. Giờ thì mấy anh em mình sẽ khởi hành đi nha. Tranh thủ mò cá buổi sáng sớm, tại vì buổi trưa sẽ rất là nắng. Ngoài đây thì không có bóng cây nào đó. Cũng đã đi ra tới được cái địa điểm mà mình có thể mò cá được rồi nha mọi người. Ở đây thì nó có một cái khúc suối cạn này. Mùa nếu mà cái chỗ này mùa nước á mọi người, thì nó sẽ nước dâng lên bên kia. Chỗ này phải sâu khoảng tầm là 5m, 6m nước á. Nhưng mà mùa nước rút xuống á thì nó sẽ lồi lên một con suối cạn như thế này. Và cá nó sẽ dồn hết vào những con suối này và nó chạy ra ngoài kia mọi người. Nên con suối này thì có rất là nhiều cá nha mấy đứa. Nên giờ thì mấy anh em mình sẽ xuống dưới suối này để mò nha. Dụng cụ đi mò cá ngày hôm nay thì có duy nhất đây một cái thùng mót thôi. Tại vì cái thùng mót thì mình mới để lên sình đẩy được nha mọi người. Cái suối như thế này sình nó rất là sâu luôn. Mấy năm trước thì Sang với Dảnh cũng có mò cá trên đây một lần, và lúc đó bị mắc kẹt sình đó mọi người. Nên rút kinh nghiệm mình sẽ đem thùng mót theo. Mọi người xem cái khu vực mà chỗ Sang với mấy đứa đang đứng này. Ở đây là cái phần gần như là nằm ở giữa cái lòng hồ đó mọi người. Nên mọi người thấy là nó không khác gì một cái sa mạc luôn ha. Xung quanh Sang thì toàn là sình nó khô lại, nó thành màu vàng vàng như vậy nè. Mọi người thấy nắng đến mức mà đất nó nứt ra luôn không? Đất nứt ra luôn nè. Trên đây thì không có một bóng cây. Cũng như là xa xa kia thì mới có người đi bắt cá thôi. Ở quê Sang thì ít người đi bắt cá lắm. Nên bây giờ thì cá dưới đây nó có rất nhiều nha mấy đứa. Dạ. Nhưng mà bây giờ mình sẽ bắt nó, coi có được nhiều hay không nha. Dạ. Thôi giờ thì đi xuống. Sang như... Ê! Từ từ thôi, lúng ghê lắm á. Giờ Sang với mọi người cùng với mấy đứa mình sẽ... Lúng dữ hả Dạnh? Ráng đi ra chỗ cái nước kia thì nó đỡ lún nha mọi người. Còn ở chỗ này thì nó lún ghê lắm. Do là cái chỗ này quanh năm nó ngập ở trong nước á mọi người. Khi mà nước rút xuống á thì nó tạo ra một cái phần bùn rất là dày luôn. Đó, ra tới cái nước là nó đỡ lún hơn nha. Tính là quần của Tấn nữa kìa. Cái này ai càng nặng ai càng nặng thì càng cực nha mọi người. Tại vì khi mình nặng quá thì nó sẽ đè mình xuống. Nằm đi. Nằm thôi. Được chưa? Kéo anh Dĩnh ơi, cứu hộ. Sang nặng hơn mấy đứa nên Sang lúng nó sâu hơn. Dĩnh ra tới chưa? Wow, mọi người cho xem chỗ này nè. Giờ mà Sang kéo anh ra đi, kéo ra nước đi. Ra tới nước là sống à. kéo Tấn ra tới nước sâu Tấn ơi. Ra tới nước có sâu sâu được Tấn ơi. Kéo nhăng. Ôi ok, chưa được. Kéo anh đi, không được rồi. Còn lúng không? Nhanh đi, anh đỡ anh lắm. Ra tới nước là được nha mọi người. Còn nếu mà khi mà mình ở trong sình kia, mình đứng càng lâu nó càng lúng nha. Cái sình chỗ đó phải lúng qua ngực á. Thôi giờ mò cá xuống đi, mò dài xuống đi.
Giờ Sang với mấy đứa sẽ mò dài xuống nha mọi người. Ồ lúng quá. Sao lúng năm nay lúng dưới ta? Để sao dí cá kịp ta? Ừ vậy chắc dí cá không kịp quá. Không dí kịp rồi. À bây giờ để di chuyển được tới trên sình này mọi người thì mấy đứa nó phải bò như vậy nè. Còn sình nó lúng tới đây Sang nè mọi người thấy không? Ngang với lưng quần nha. Wow. Ha. Không dí cá kịp rồi. Cá nó thấy Sang với mấy đứa thì nó chạy xuống mọi người. Cá chủ yếu ở trên đây là cá trê, cá rô với cá phi nha mọi người. Cái con này thì nó chạy nhanh lắm. Phải đi xuống một xíu xem là có chỗ nào nó bớt sình thì mới mò được không. Ây da, gai đâm đít. Đợi đợi anh mấy đứa ơi. Đụng cá không? Không đụng à. Cái chỗ này chưa có cá. Kìa cá kìa, cá kìa. Đợi đợi anh xuống. Bây giờ thì Sang cũng sẽ như mấy đứa nha, bò như mấy đứa. Giờ bò tới cái chỗ có cá rồi. Ừ bò thì dễ hơn đúng không? Cá phi kìa, cá phi bự kìa. Sao chạy lên nổi. Cá phi trên sình kìa mọi người. Cầm 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 nhăn. Tôi trôi ra mất đi. Được không vậy đây? Cá rô, cá rô, cá rô. Ở đây Sang ơi. Ở đây Sang mò được một con cá rô đồng mọi người. Một con đầu tiên. À, giờ mấy đứa cứ bơi đi. Thấy nó chú sình à, anh quay lại mò. Con cá nó chú xuống sình đó mọi người. Thì nó sẽ xìu bóng lên á. Giờ thì mấy đứa phải quầm thì cá nó mới chú sình. Cầm cầm thùng mó đi nha. À, mấy đứa đang lướt trên sình nha. Còn Sang thì bị lúng như vậy nè. Lúng tận tới nửa người luôn mà. Sình nhiều lắm. Cá nhiều nhưng mà do là sình quá mấy anh em sao không di chuyển được á, khó bắt. Cá hả? Cá kìa, cá kìa. Cá gì đó? Cá gì đó? Cá chép hả? Đây đâu, đây đâu, đây. Cá phi không phải. Con bóng lên dưới hả? Ở đây có một con cá chuối sình mọi người. Cái chép, cái chép. Chạy mất rồi. Đây, 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 đây. Ui. Ê, một con cá chép mọi người ơi. Nó chạy lại chỗ Sang luôn. Đây. Một con cá chép nhỏ mọi người. Mùa này thì nước nó rút xuống á mọi người. Thì có rất nhiều loại cá khác nhau nha. Con này là con cá chép nha. Cá phi. Thả, thả nha. Cá chép nhỏ này thì Sang không bắt làm gì đâu. Để cho nó sống đi. Mà trên đây nước rút mấy bữa nữa nó chắc cũng không sống nổi. Mấy bữa nữa chỗ này thành cạn khô luôn mà. Đi đi, ráng lên chỗ cái bụi kia đi. Cái chỗ bụi kia thì hy vọng có cá mà. Sang như mấy đứa vừa mới mò ở chỗ cái đống tràm này mọi người. Mò có không được nha. Thôi giờ quay lại xuống suối rồi đi. Ở đây có cây tre này. Giờ mình sẽ đi lên cây tre nha. Đi ra để anh ra nè. Chồng chồng nó thôi. Chơi lắm hả? Dạ. Đi từ từ thôi. Xình quá xình mà. Ô mấy đứa làm mất cái tre nè. Anh chẳng thấy cái tre đâu. Ô. Ra tới nước là sống sót. Ô mất cái tre luôn à. Ôi dưới này đá luôn rồi. Bắt con cá được ở trên đây thì nó khó quá mọi người. Chính sình quá sình. Ờ. Cách đây khoảng tầm tháng trước lúc mà còn nước thì dễ bắt cá hơn. Còn bây giờ là sình nhiều quá rồi. Cái chốt đâu mà. Rồi ráng lên, ra tới nước là khỏe rồi. Cái phần mà phía trong đây là mọi người là bùn nhão á, rất là dính luôn. Nhưng mà ra tới ngoài nước đây thì nó đỡ hơn nha. Thôi giờ mò góc này đi, mò ít cá rô đi. Cá rô. Một con. Nó cứ quần vô trong cốc tre, dẫn được một con mọi người. Nãy giờ Sang mấy đứa mò. Cái này bắt được cái phi vậy? Hơn chục con cá rô đây. Con nhiều lắm. Giờ cứ mò trong cốc tre thôi. Cái chỗ nào mà có cốc gốc gốc á. Thì Sang với mấy đứa sẽ mò trong cái góc nha. Nó cứ sình đúng không? Ê con gì nè. Ô, cái chân.
có gì đâu. Cái chốt không ta? Hang này rảnh mồi chưa? Sâu lắm luôn á. Mấy cái hang này thì có cá nha mọi người, nhưng mà toàn là cá chốt. Với lại sâu quá, sang cái đụng đụng mấy con cá chốt trong này. Cái hang sâu cực kỳ luôn, thấy không? To đó. Hang này là mùa nắng là con cá đâu kiếm nó ở trong đây luôn. Có. Bây giờ sang như mấy đứa mới mò được mấy con cá rô với lại con cá phi thôi. Chưa có cá gì hết cả. Rồi cho này xình quá, khó đi lại. Hả? Tôm, tôm, tôm. Ở đây dạnh thấy một con cá lóc mọi người. Ui, cá rô, cá rô. Ui. Đừng, 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 nó xảy nha. Con cá đầu tiên luôn. Xong lắm hả? Xong rồi, xong rồi, bắt được không? Em bắt cho. Này, cầm, cầm nha. Cầm, cầm, cầm cho. Khó không? Động được cái đuôi á. Xin ra nhanh. Ok, hang này sâu thiệt là sâu luôn. Cánh cái bên này dành, để nó nhảy ra dành. Cái sâu lưng anh á. Nó đụng được cái đuôi nhỏ nhỏ đó. Hả? Sắp ra rồi, sắp ra. Sâu quá, cái hang sâu quá. Ờ, được rồi, được rồi. Được rồi, được rồi, được rồi. Chạy đâu chứ thoát. Đây, chạy đâu chứ thoát. Ôi, Dạnh ơi, Dạnh ơi. Ôi, Minh. Thôi, 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 thôi. Được chưa sao? Chưa, chưa được. Chạy đâu cho thoát. Bạn nói là chạy đâu cho thoát. Ui. Phải quá. Đây mọi người. Mọi người xem con cá này đã ghê không? Một con. Nhảy ra ta ơi. Thì cái thùng đó, cái thùng mốt nó nhảy ra. Đây là con cá lóc đầu tiên của cái buổi sinh tồn này của Sang với mấy đứa nha. Mọi người thấy con cá lóc này đã không? Nhìn cái bụng nó này. Và ưa luôn ha. À, một con đầu tiên nha. Giờ bỏ vô thùng mốt nó nhảy ra không ta? Chắc nhảy anh Sang. Anh sợ nó nhảy ra quá. Cái con này thì nhìn đã lắm mọi người. Bự. Con này chắc được nửa ký á. Cái đuôi nó này. Dài thầu lòn luôn. Rồi cho vô thùng. Tấn canh nha, đừng để cho nó nhảy ra nha Tấn. Đổ ít nước thôi nha Tấn. Rồi mò hang tiếp dẫn đây. Giờ thì mình sẽ mò hang đi kiếm cá lóc cho mọi người. Cá lóc thường thì nó sẽ không nằm ngoài sình đâu, nó sẽ chui vào hang á. Nên mấy anh em ta sẽ mò cá lóc trong hang nha. Ui cá rô. Có một con. Có hai con, hai con. Tấn đứng đưa cái xô đây. Cái hang đây có một con cá rô mà. Đây, cá rô đồng nha. Hai con, hai con. Ui, con này bự nè. Cá trong hang á thì nó dễ mò hơn là cá dưới sình nha mọi người. Cá dưới sình thì nó chúi ghê quá. Đây, thêm một con cá rô bự nữa nè. Nãy anh thấy nó chạy ra chạy vô á. Mấy đứa quần đi hồi nó chuối xình à. Cái chỗ này nhiều cái rô lắm mọi người. Ui cái rô nữa. Một con nữa. Đây đây thùng nè, đây thùng nè. Sang lại tiếp tục bò được bọn cá rô mọi người. Đây đây Minh. Cái chỗ này cạn quá, mình chỉ bây giờ chỉ có cá rô thôi. À, mọi người thấy ở kia có một con chó không? À, Sang với mấy đứa đi mò cá tận tít trên kia, mò tới cái đoạn này á, thì Sang với mấy đứa phát hiện là có một con chó rất là đẹp luôn mọi người. Mà không ngờ là nó có thể là sống được ở phía trên cái biển hồ ở chỗ này luôn. Mặc dù ở trên đây không khác gì sa mạc, mọi người thấy đất có nước rau rất là nóng, nắng rất là nóng luôn, không khác một chút gì là sa mạc luôn. Mà không ngờ trên đây lại có một con chó nó sống trên đây nha. Tại vì ở chỗ này hơn 3 tháng trước nước có còn ngập thì sẽ có những cái bè cá phía trên đây, người ta nuôi cá mọi người. Và khi nước bắt đầu rút đi thì những cái bè cá nó cũng sẽ đi theo con nước và nó ra tận tít tít ngoài biển hồ xa ngoài kia. Cái chỗ này thì rộng lắm nha, nó ra ngoài đó để nuôi cá tiếp. Và khi nước bè nó kéo đi thì nó để sót lại một con chó, để quên là một con chó đây mọi người.
Mà đặc biệt hơn á là con chó này á nó lại có bầu nha. Nên Sang vô cho mọi người xem cái này nè. Nó đẻ ở đây được một bầy con. Sang với mấy đứa đi tới đây á thì con chó thấy con chó nó sủa dữ quá. Xong rồi nghe tiếng chó con nó kêu á thì đi vô gốc cây này á thì phát hiện là có một bầy chó con. Cũng không ngờ là ở phía trên cái chỗ này như một cái sa mạc á lại có sự sống nha mọi người. Những con chó con á thì nó sống ở trong cái hốc cây ở chỗ này nè. Giờ sao cho mọi người xem này. Ở đây thì được đẹp lắm Nhẫn ơi. Đẹp lắm Nhẫn ơi. Đây nè, một con này, hai con, ba con. Ba con luôn nha. Chó đụng đâu có bỏ tổ đúng không? Con chim này kia đụng thì mới bỏ tổ, còn con chó đụng thì nó sẽ không bỏ tổ đó nha mọi người. Nó không bỏ con đâu. Nên sao bắt lên cho mọi người xem nha. Chưa mở mắt nữa. Đây mới đẻ chắc khoảng tầm 3-4 ngày à. Mọi người xem con chó này nè, nhìn đẹp không? Dễ thương cực kỳ luôn, chứ đực luôn. Chưa mở mắt mọi người. Một con. Chăn chan nó nóng cho nó. Chăn chan nóng. Đây, để sao bắt ra cho mọi người xem nha, một con. Đẹp thật chứ. Màu nâu. Đây là con thứ hai mọi người. Chứ đực luôn. Hai con. Có sọc đầu ở giữa ha. Ở đây còn hơi đen đen một chút. Đây là con thứ ba. Con giống nhau anh sao? Con chó cái lại có sọc đầu ở giữa luôn. Ba con mọi người. Ba anh em giống nhau luôn. Mọi người thấy là ba con chó con này đẹp ghê không? Nhưng mà tụi con cái là nó ở trong cái hốc cây như thế này mọi người. Con chó mẹ nó đi tới đi lui mà mọi người thấy là cái cây nó láng luôn. Con chó mẹ nó cào này. Đây là dấu con chó mẹ nó cào để nó làm tổ này, nó cào này. Nó cắn này. Đó, là nó ở đây nha mọi người. Con chó mẹ nó ở đây để nó đẻ con. Cho nó vô lại đi ha. Trời ơi. Còn con dưới cái lỗ gì vậy đó? Còn hả? Đó. Ừ. À, dưới nó bị kẻ cái lỗ này gì á. Đó. Dưới cái lỗ này em sao? Đâu có. Mày đưa kiếm coi. Đây nè. Đâu đâu. Lên anh. Đi kiếm. Nhan che nắng cho con chó đi. Lấy con chó ra kia. Còn nghe tiếng chó con kêu mọi người. Vậy là bốn con. Nè Nhẫn ơi. Ở trong đây nè, nó bị rắn ăn hay gì vậy? Vậy Nhẫn tay nhỏ thọt rồi lấy bắt ra giùm anh thôi Nhẫn. Thấy không? Được không? Sao nó lại chui dưới ta? Bị rớt xuống sao? Ui con này đẹp. Bị rớt xuống. Ui nó con nè. Còn không Nhẫn coi, Nhẫn coi còn không? Vậy là được bốn con mọi người. Con này nó bị rớt xuống đây. Đây, 1, 2, 3, 4 con nha. Mấy con này toàn là chó đẹp đẹp không mọi người. Cho nó vô đây lại đi. Cái gì bịch lại lỗ này sẽ rớt xuống. Đây, 4 con chó rất là đẹp luôn mọi người. Mà dễ thương nữa. Mà tội một cái là con chó này nó chưa mở mắt. Sang thì cũng không mang về nuôi được. Còn con chó mẹ thì nó thấy Sang á. Sang như mấy đứa nó cứ bỏ chạy không à. Rất là nhát luôn. Nếu mà bắt được con chó mẹ về thì mang mấy con chó con này về để nuôi nha. Còn nó ở trên đây thì Sang không biết nó sống nổi hay không. Chỗ này nó nắng dữ lắm. Ê, cho nó nằm đây đi. Bây giờ thì mấy đứa đi kiếm cho anh mấy cái bạc hay mấy cái mền gì cũng được. Che cái chỗ này lại cho con chó nó nằm. Chứ con chó con nó nằm nắng như vậy là nó không sống được đâu. Đi đi. Giờ Sang với mấy đứa sẽ dừng cái việc mò cá lại. Mà sẽ đi làm cái nhà cho con chó nha mọi người. Dành đứt cái lỗ kia nha. Còn Sang với mấy đứa sẽ đi kiếm cái mền để làm nhà cho chó. Con chó mẹ chạy đâu luôn rồi. À mọi người thấy con chó mẹ đang chạy phía bên kia không? Nó rất là nhát luôn nha. Nếu mà con chó này dạng hơn một chút ấy, thì Sang với mấy đứa có thể là bắt về để mà nuôi nó nha mọi người. Chứ nó ở trên đây thì Sang cũng không biết nó sống nổi hay không. Tại vì ở trên đây thì có nước uống thì có. Đồ ăn thì chỉ là ăn cá sống thôi. Chắc là con chó này phải đi bắt cá đó mọi người. Cá thì trên đây nó cũng có nhưng mà không có cơm này kia. Giờ thì Sang với Dảnh đang đi kiếm mấy cái bạc để có thể làm cái chòi cho chó. Có không Giang ơi? Giang thì đi bên kia để mà kiếm xem là có cái bạc hay có cái gì để che lại cho mấy con chó con hay không. Chứ không để vậy thì mấy con chó con cũng không sống nổi đâu. Trời nắng quá mà. Như một cái sa mạc luôn. Đi Dảnh ơi. Đi kiếm cái đồ che cho chó. À, nãy giờ thì Sang với mấy đứa vừa mới gom được một ít dụng cụ nha mọi người. Ở đây thì Dảnh nó lấy được một cái áo. Bên kia là một cái bạc rách nằm dưới suối. Với lại Sang lấy được một miếng dán. Giờ thì mình sẽ làm nhà cho chó nha. Rồi Dảnh cho con chó vô trong. Rồi lót cái áo phía dưới nha mọi người. Cho con chó nằm nó êm êm chút. Cái bảng này để đây. Cái bảng này là cái bảng tên này. Nhà của chó. Rồi tụi qua mấy đứa. Có cái bạc này.
Rồi, tủ sơ thôi cho chó mẹ có đường vô. Hay như vậy đi ha, nó chui vô đường mà đúng không? Dạ. Đó, giờ che mưa luôn. Kiếm cái miếng này, cái chỗ nào không rách á để che mưa luôn. Đó. Đây là cái chỗ nhà của chó nha mọi người. Sang tủ lại như vậy nha. Như vậy thì mát hơn nhiều rồi. Mấy chó con ở trong đây thì nó cũng cũng đỡ nắng. Lấy cây đè lên mấy đứa không gió thổi bay hết cái này, gió thổi bay hết rồi, chiều gió dữ lắm. Vậy là xong cái nhà cho con chó nha mọi người. Cái bạt này thì nó sẽ che được mưa cũng như là che được nắng này. Con chó thì cứ ở trong đây thôi. Rảnh thì chắc ăn hơn là cột cọng dây để cho gió thổi đừng có bay á. Nhân cái cọng dây cột phía bên kia nè. Giờ thì Sang sẽ bắt con cá lóc. Nãy Sang lượm được một cái thùng. Đây là con cá lóc khi nãy mấy anh em Sang mò được ở trong hang mọi người. Đây là con cá lóc đầu tiên luôn. Nhưng mà thôi bỏ lại cho con chó nó ăn nha mấy đứa. Cái hộp quạt Sang để ngoài kia rồi nên cũng không có cầm ra ngoài đây. Nếu mà có cầm ra ngoài đây á, thì Sang sẽ nướng con cá lóc này. Bỏ lại cho con chó nó ăn. Con này thì nhìn rất là đẹp luôn. Bỏ lại thì ôi Dạnh ơi, nó nhảy xuống kia. Bỏ lại thì uổng. Dạnh đập rồi bỏ lại đây. Mà lên. Chưa. Thôi tặng cho gia đình chó một con cá lóc cho mọi người. Với lại một ngôi nhà tình thương ở đây. Để cho che nắng che mưa nha. Xem lại con chó một phát. Đây là mấy con chó con nè. Mọi người thấy nhìn dễ thương không? Chưa mở mắt luôn. Mà đã phải sinh tồn ngoài đây rồi. Giống như là chó hoang vậy nha. Con này là nếu mà nó lớn lên nó ở đây ấy, thì chẳng khác gì cho ai. Thôi đi mấy đứa. Anh Sàng cho em ôm con chó chút anh Sàng. Ừ, đúng rồi. Cho anh mượn một con đi. Thật ra Sàng đi tới đây Sàng gặp cái bầy chó này Sàng cũng thấy dạng như là thấy nó dễ thương á mọi người. Muốn bắt về nuôi luôn á. Nhưng mà con nhỏ như thế này mà có đem đi nuôi thì nó cũng không sống được đâu mọi người. Tại vì chưa mở mắt. Mấy đứa ẩm nhẹ nhẹ thôi nha. Cầm nhẹ nhẹ thôi. Mấy con, bốn con. Còn bốn con được bốn con chưa? Con nào cũng dễ thương á mọi người, con nào cũng dễ thương á, thật sự rất là dễ thương luôn. Con này dễ thương nhất. Đó. Đây là hai con của Dảnh này, con của Sang này. Con của thôi bỏ lại đi mấy đứa, ẩm hoài hồi nó chết nó nắng quá. Cho nó vô trong đi. Thôi tạm biệt mấy con chó nha. Tạm biệt con chó nha. Cố gắng là sống sót nha mọi người. Sống sót nha. Cố gắng sống sót nha. Trên đây thì nắng khắc nghiệt quá mà. Không bắt về nuôi được đâu mọi người ơi. Thấy thì thấy thương thật nhưng mà bắt về nuôi thì nó cũng không sống được do là nó chưa mở mắt. Khi nào nó mở mắt thì mới hy vọng nó sống thôi. Đi mấy đứa. Con chó mẹ chạy thẳng tới trên kia luôn rồi. Giờ Sang với mấy đứa phải đi để cho con chó nó mẹ nó quay về đây. Thôi giờ đi mò cá tiếp. Trời nắng lắm rồi đó. Chỗ này như một cái sa mạc luôn. Đất nứt nẻ ra luôn mà. Nãy giờ thì Sang với mấy đứa đi tới đây mọi người thì phát hiện ở kia có một cái hố cá kìa. Có rất nhiều cá rô nó quậy ở trong đó luôn. Nhưng mà quan trọng bây giờ làm cách nào để đi qua đó tại vì mọi người xem sình chỗ này nè. Sình này là sình đặc. Sình đặc thì khó đi hơn cái sình nhão kia. Từ từ Dảnh ơi. Đợi anh lại mò luôn. Wow, nó kẹt. Được không? Cá rô bự hả? Ui. Dảnh bắt được con cá rô mọi người. Rồi mò Dảnh ơi. Quần đã đi. Hả? Cá rô hả? Bỏ vô đi. Cá rô này thì kho là ngon mọi người. Mọi người thấy quẩy cái kia không? Cái sình này. Anh không đụng ta. Ui cá rô bự. Ui đấy Dảnh bắt được con cá rô mọi người. Toàn là cá rô thôi. Ui cái hố này nó sâu ta. Một con nữa hả? Ui Dảnh bắt hay thật mọi người. Sao mò chưa đụng mà Dảnh bắt được hai ba con rồi. Nó nằm ở dưới sình hả? Dạ. Nó nằm kẹt sình. Sao anh không đụng ta? Được không? Cái này nhiều lắm nè. Ủa cái hố này sâu rồi ta? Ủa có cái hố sâu dữ lắm. Ủa Giang quay cho anh. Cái rô nhiều lắm nè. Cái rô nhiều. Phải lặn xuống mới bắt được chứ. Sao lại có cái hố như vậy ta? Chạy đâu hết trơn. Chạy trơn. Một con. Đem cái đẩy cái thùng qua đây mình ơi. Qua đây mò chỗ này đi Dảnh. Một con. Cái hố này sâu với ta. Tự nhiên có hố nước sâu à.
hai con nó làm cái hố tròn o à. Mò đi mấy đứa. Thêm con nữa mẹ. Một con nữa hả? Quá trời cá rô luôn mọi người. Cứ đụng đụng là đụng được một con cá rô à. Ui nhiều nó chạy tùm lum hết à. Đứng sau quá khó bắt. Cái nhiều dữ ta. Ôi chị, ôi, cái lông, cái lông. Ôi chị thân nhảy đây. Mẹ, mẹ, đâu rồi, đâu rồi. Đâu rồi. Đâu rồi. Đâu rồi. Đâu rồi. Đâu rồi. Phụ bác cái lông này bự lắm. Cái lông bự, cái lông bự. Ôi chị xình rồi. Cào cào chị xình thử, nó ngoài đây nè. Ôi cái lông bự mình đúng không? Tông người dảnh luôn hả? Tông cái nhập em luôn. À, có con cá lóc rất là bự mọi người. Sang với mấy đứa đang mò tới thì nó phóng xuống đây để chú sình nha. Sình sâu quá nên khó mò. Mấy đứa mò thử nha. Mấy anh em sang đi mò cá tới cái đoạn này mọi người. Thì mình nó lụm được một con cá chép rất là to, mọi người thấy không? Con này chắc 3-4 kg luôn mọi người. Nó trôi dạt vào bờ nè. Tại vì mọi người thấy cái ngấn nước của lòng hồ không? Ngày hôm qua thì nước còn ở trên đó, mà sau một đêm nước giật tới đây. Nên những con cá nào mà nó không chịu được nước giật, nước đục á, không chịu được sình hoặc là nước nóng lên á, tại vì buổi trưa trên đây nước nó sẽ nóng lên mọi người, thì nó sẽ bị chết đi và nó trôi vào bờ. Những con như thế này còn nhỏ mọi người, nãy giờ sang với mấy đứa thấy mấy con trên kia còn to nữa. Nhưng mà nó bị sình, cái con này thì còn đỡ hơn một chút này, mang còn tươi này. Mang thì còn hơi trắng trắng một chút. Cỡ này thì vẫn còn ăn được nha mọi người. À, mọi người thấy là cái phần ngấn nước không? À, ngày hôm qua thì nước tới đây này, ngày hôm kia thì nước tới đây, trên nữa thì nó chia ra thành từng ngấn có từng màu khác nhau á, mỗi màu á là mỗi ngày nó nước rút xuống mọi người. Trên kia thì cũng vậy này, cái đồi cao trên kia cũng vậy, cứ một ngày để nước giật đi mấy mét á, nên những con cá to như thế này nó chết á, thì có rất nhiều nha. Wow, biết là còn ăn được hay không nữa. Mang thì có màu trắng trắng rồi, mà bụng nê sình nha mọi người. Mình cũng có nhiều cá rồi hả, chắc không cần đâu ha. Dạ. Những con cá này ăn thì nó sẽ có mùi hôi á mọi người. Nên thôi, dục lên đây. Tiếc thật, thôi đi. Nhìn con cá này cũng tiếc á mọi người. Thấy sớm là có thể ăn được. Cá từ sáng giờ mọi người, bây giờ có lẽ là trời đã trưa rồi nha. Mặt trời thì cũng đã đứng bóng rồi. Nên cái phần nước phía đây nó rất là nóng luôn. Sang với mấy đứa đứng ở đây thì cực kỳ mệt luôn nha mọi người. Sình thì lúc nào nó cũng lúng đây này. Mọi người thấy không, sình nó lúng qua nửa người sang, lúc nào cũng lúng như thế này này. Cá thì cũng rất là khó bắt, do là nó kẹt người á, không dí theo kịp. Nên sáng giờ thành quả của mấy anh em sang bắt nha, được bao nhiêu đây? Được mấy con cá lóc, 2-3 con cá lóc với lại hơn 20 con cá rô. Ui, hơn 20 con cá rô. Bao nhiêu đây á, thì tính ra thì không có được nhiều mọi người, không có thành công mấy, không có bội thu. Nhưng mà đủ ăn rồi phải không mấy đứa? Dạ. Với cá rô này thì có lẽ là chiều nay sang sẽ kho hay là món gì đó ăn cùng với mấy đứa ở trên đồng luôn. Nên thôi giờ thì mình quay lên nha. Dạ. Chứ nắng như thế này mà cứ ngâm sình hoài thì nó nóng, nó mệt lắm mọi người. Nên giờ thì mấy anh em sang sẽ quay lên trên bờ, kiếm một cái chỗ nào nữa, nước sâu sâu mình sẽ tắm rửa hết bùn đất, rồi mần cá. Xong chiều nay sang với mấy đứa sẽ lựa một cái chỗ để mình cắm trại ngủ lại qua đêm trên cánh đồng, trên cái biển hồ này nha. Thôi lên mấy đứa. Mọi người thấy sình không? Nó là phải lúng qua nửa người nha. Ở dưới nước đi á mọi người thì dễ, nhưng mà bây giờ lên trên bờ, quay lên trên bờ lại khó này mọi người thấy không? Nó dính hết người sang xuống luôn. Có gai đấy chứ, có gai. Cái chỗ này lên có gai. Được cái này. Lên được không? Rồi Minh đưa tay. Cái chỗ này đỡ lúng nè. Sang với mấy đứa lựa cái chỗ đỡ lúng mà lên. Đây, gần tới bờ rồi nha. Như mình sình nó thì vẫn lúng qua đầu gối. Rồi, lên tới bờ rồi. Rồi, giờ thì mấy anh em mình sẽ di chuyển đi xuống dưới kia nha. Cái chỗ nào mà có nước sâu sâu á thì mấy anh em sẽ tắm rửa nha mọi người, cho nó sạch sẽ. Lên nè. Yeah. Rồi, 2-3 lên. Rồi, như mấy con lươn luôn mà. Rồi, giờ lên tới trên bờ rồi. Giờ mình sẽ đi xuống kia để tắm rửa cho mọi người. Đi mấy đứa.
Sang với mấy đứa vừa mới tắm rửa sạch sẽ nha mọi người. Cái số cá ngày hôm nay á, Sang với mấy đứa mò được á, nó không có nhiều nhưng mà đủ để cho anh với mấy đứa làm một cái bữa ăn tối rồi đúng không? Dạ. Nên Sang với mấy đứa quyết định là không có đi mò nữa mà quay qua chỗ này á, nó có một cái chảng cỏ rất là rộng luôn mọi người. Cái chỗ này thì mùa mưa á, mùa nước lòng hồ dâng á thì nó vẫn ngập nha. Nhưng mà mùa này nước rút đi á thì nó trở thành một cái thảo nguyên rộng bao la luôn. Nên tối nay thì mấy anh em mình sẽ ngủ ngay chỗ này một đêm nha mấy đứa. Nhưng mà đặc biệt hơn á là thường thì nếu mà ngủ lại sao những đứa sẽ làm chòi bằng tre. Nhưng mà hôm nay thì không thể làm chòi bằng tre được nha. Tại vì ở trên cái thảo nguyên như thế này á thì không có bất cứ một cái cây nào để sao những đứa dựng chòi hết. Nên Sang có chuẩn bị đây, hai đứa dở lên coi. Chuẩn bị ở đây một cái túi. Cái túi này là cái lều trại mà đợt Sang với mấy đứa đi cắm biển đó mọi người. Thì Sang mang theo ra đây để mà mình có thể là cắm trại trên cái cánh đồng cỏ này để có thể ngủ lại được nha. Lại hoài nãy giờ thì Sang với mấy đứa cũng đã dựng xong cái lều của mình rồi nha mọi người. Tối nay thì 6 anh em Sang sẽ ngủ lại trong cái lều này một đêm. Bây giờ thì mình sẽ vào trong lều để cho mọi người xem là 6 anh em có nằm vừa hay không. Cái lều này cũng khá rộng mọi người. Cái lều này là lều dành cho 8 người á. Không biết là mấy anh em Sang có đủ hay không. Mấy đứa vô nằm thử. Nằm xuống thử. Ô, rộng rãi mọi người. Đây này, dãnh 1, 2, 3, 4, 5 này còn rộng nè. Còn rộng từ đây ra đây là gần cả 1 mét mấy luôn nha mọi người. Thôi, rồi kéo lại mấy đứa để nó bay cát vô. Cái này thì tối nay Sang với mấy đứa ngủ là không có lo về cái chỗ ngủ rồi. Rộng thênh thang luôn mà. Phía bên đây á, thì mấy đứa nó kiếm cho Sang được một ít củi. Cái củi này là vào mùa nước lũ dâng lên á, thì nó trôi dạt đi á mọi người. Nên củi trên đây thì có rất nhiều nha. Kiếm đây một đống củi to. Tối nay mấy anh em Sang đốt lửa trại ở đây. Còn bên đây là cá mấy đứa nó, cá rô mấy đứa mần bỏ rổ này. Với lại một cái nồi, một cái chảo. Tối nay thì một xíu nữa mình sẽ nấu cơm. Tối nay á, Sang với mấy đứa thì còn rất là nhiều tiết mục hay mọi người. Đầu tiên á là nó nấu cơm, ăn cơm xong á thì mọi người có thấy ở kia có một cái đảo không? Nó là một cái khu đảo biệt lập nằm ở giữa cái cánh đồng cỏ này luôn, giữa cái lòng hồ ở chỗ Sang luôn. Và từ cái đảo này mà đi ra được cái khu tới người dân á là tận cái núi kia là vài cây số á mọi người, mười mấy hai chục cây số á, là cái này là nằm giữa ở cái lòng hồ luôn nha mọi người. Thì trước đây á Sang được nghe kể một cái câu chuyện về cái đảo này. Là phía trên đảo á, cách đây vài chục năm trước á, có một cái thuyền ngư dân đi đánh cá. Khi mà họ đi ngang cái đảo này nè, không may bị chìm xuồng. Và cái những cái người thuyền viên ở phía trên xuồng á, bị chết đuối và trôi dạt vào trong cái đảo này nè. Xong rồi những người đánh cá khác, người ta đi ngang á, và người ta thấy hình như là 5 cái phần xác nằm trong đó. Và họ chôn 5 người đó ở trên cái đảo này. Cũng lâu lắm rồi mà cũng... Sang nghe lại kể lại cái câu chuyện này, Sang cũng không biết là có thật hay không. Nhưng mà thường thì những người mà lúc mà mùa lòng hồ nước dâng lên á, những người mà đi đánh cá ở khu vực này nè, thì phải đi, nếu mà đi ngang cái đảo này á, thì ghé vào trong đảo, đốt nhang và cầu xin thì đánh cá mới có nha. Còn bữa nào mà không xin á, thì bữa đó sẽ trắng tay luôn. Người ta gọi cái đảo này á, gọi là đảo ma nha mọi người. Người dân đây gọi là đảo ma. Nó biệt lập luôn mà, xa kia thì mới có đảo, một cái đảo tiếp kìa. Nên tối nay á, thì Sang định á, là sẽ cùng với mấy đứa là mình sẽ lên trên cái đảo đó khám phá nha mấy đứa. Mình sẽ đi lúc khuya mọi người, lên trên cái đảo đó, đi một vòng cái đảo đó để cho mọi người xem về cái đảo ma này. 6 giờ chiều nha mọi người. Mấy đứa thì nó chạy thuận tích lên kia để nó đi chơi rồi. Còn Sang á, có nhiệm vụ là ở với chòi này để canh chòi, với một xíu nữa Sang đốt lửa nấu cơm. Thì Sang đang ngồi đây á, Sang phát hiện là có một cái này nè mọi người. Ở chỗ cái bụi ở phía trên kia á, có một người đang ngồi trong cái bụi và nhìn về hướng cái chòi của Sang với mấy đứa nha. Một người mà mặc đội nón đen, mặc áo đen và mặc đồ đen luôn. Đây mọi người xem này. Mọi người thấy cái cục đen đen ngay chỗ này không? Đây mọi người thấy không? Người này thì mặc áo đen nha.
Ủa, có một con chó đó mọi người ơi. Có một con chó hay một con gì đi theo họ theo đó. À, cái người này thì ngồi đây rất là lâu nha mọi người. Ngồi từ cái lúc mà Sang dựng cái lều này lên á là họ bắt đầu ngồi rồi, nhưng Sang không để ý. Nhưng bây giờ thì Sang mới để ý kỹ là ngồi yên một chỗ luôn. Đội cái nón lá, mặc đồ đen hết nguyên cả người luôn nha. Mà có dắt theo một con chó đen nữa. Không biết để làm gì. Tại vì ở giữa cái cánh đồng như thế này á, xa lắm mới tới một nhà dân nha mọi người. Từ đây tận tích luôn kia là gần cả mười mấy cây số thì mới tới nhà của người dân ở. Nên cũng không ai ra đây làm gì đâu. Đấy. Nhưng mà lại có một người ngồi ở đó nha. Sang không biết là người này làm cái gì. Nãy giờ Sang đợi hơn 10 phút rồi đó. Nhưng mà cái người này vẫn ngồi yên ở đó một chỗ luôn nha mọi người. Không nhúc nhích cũng như là không đi khỏi cái bụi chỗ đó luôn. Đây đây đây, mọi người thấy nhúc nhích không? Mọi người thấy cục màu đen đen nhúc nhích không? Nhúc nhích nhẹ thôi nha mọi người. Đây 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 đây. Một người phụ nữ mọi người ơi. Một người phụ nữ mặc đồ đen. Cứ nhìn về hướng này hoài thôi. Người này thì chắc độ tuổi phải trên 40 rồi, trên 40-50 rồi. Cuối cùng thì người này cũng chịu đi rồi mọi người. Đi khuất qua sau cái đồi rồi. Cứ đứng lâu như vậy thì Sang cũng cảm giác sợ sợ nha. Hơi sợ sợ một chút. Do là đang ở trên cái cánh, một cái cánh đồng rộng bao la như thế này nè. Mà thấy một người phụ nữ đang đứng đó cứ nhìn mình hoài gần cả nửa tiếng đồng hồ thì mình cũng hơi sợ một chút. Mặt trời thì cũng lặn xuống luôn mọi người. Mấy đứa thì nó chạy lên thượng tích kia nó chơi kìa. Giờ có lẽ phải đi lên kêu mấy đứa về nha. Để chuẩn bị nấu cơm. Nổi cả da gà luôn mọi người. Đã tối hẳn rồi nha mọi người. Mấy đứa đi chơi vòng vòng đây thì nó cũng quay về chòi rồi. Nên bây giờ thì mấy anh em đốt đây đống lửa để chuẩn bị nấu cơm nha. Tối nay thì Sang với mấy đứa có mò được một ít cá. Có mấy con caro, khoảng 20 con caro với ít cá lóc. Nên bây giờ thì Sang với mấy đứa định sẽ làm món kho. Này thì Sang có chuẩn bị một ít gia vị đây nè. Cho hết vô đây ướp. Cá thì mần sạch sẵn hết rồi. Ở đây thì một ít gia vị gồm có tỏi, ớt, hành. Cho vô trong đây. Thế đây, xé cái bọc này cho vô nha. Xé hai bọc. Ở đây là bọc ướp cá kho mọi người. Muối. Ở đây sẽ có một ít tiêu. Đó, cho ít tiêu vô kho cho nó ngon mọi người. Giờ thì mình tẩm ướp thôi. Rồi này nắp lại. Chỉnh nó sẽ cho cái bọc ướp cá kho vào nha. Kho như vậy thì nó đơn giản mọi người. Nhanh gọn đó. Sang đảo đều lên cho nó thấm hết gia vị đó. Đây là cái chảo cá mà Sang vừa mới tẩm ướp xong nha mọi người. Bây giờ thì sẽ đặt lên bếp để kho liu riu nha. Kho bằng chảo này thì nóng. Kê kê bên đó cho nó. Rồi. Rồi được rồi. Cái này thì kho liu riu thôi. Đưa cái đôi đũa cho. Mình lên đôi đũa mà. Cái chảo này nó không có nắp á nên Sang cứ kho như vậy nha. Kho quá. Cơm xuống nhắc, nhắc chín nhắc xuống đi nha. Mọi người xem cái chảo cá này nhìn đẹp ghê không? Nó xuống nha, rồi khác. Toàn là cá rô thôi. Cái nồi cá này giờ Sang kho mọi người thì nó cũng đã chín rồi nha. Bây giờ thì mấy anh em sẽ dắt lên để ăn cùng với đứa. Kho còn nước như thế này một hồi cho ăn cơm ăn cho nó ngon. Đừng nghe coi chừng đổ nha. Giờ nhắc qua bên này để ăn thôi. Nè nè mình để qua bên kia lấy cái chén đó. Đó
Bên đây là cá nè mọi người. Còn bên đây là cơm. Nóng. Thơm. Bên đây thì Văn đâm thêm một cái muối ớt nữa. Rồi, múc cơm vô chén đi mấy đứa. Giờ sang với mấy đứa sẽ múc cơm vô chén rồi chuẩn bị ăn tối nha. Cơm nấu thì cũng đã chín nha mọi người. Cá kho thì cũng chín hết rồi. Nên bây giờ mời tất cả mọi người cùng sang với mấy đứa mình sẽ ăn tối nha. Tối nay thì ăn sang đi mấy đứa. Dạ. Tối nay thì sang với mấy đứa chỉ mò được nhiêu đây cá nên làm món cá kho thôi, không làm được nhiều món nha. Nhưng mà kho như vậy thì mới ngon này. Cá rô. Cá rô thì ngon, cá rô này thì béo cực kỳ. Mà mọi người nha. Mọi người thấy bốc khói không? Thanh không? Dạ không. Không à. Mà mọi người nha. Cá rô này thì nó béo. Kho này thì mặn mặn lạt lạt vừa ăn. Thôi giờ mà mọi người cùng sang với đứa ăn cơm nha. Một chén cơm trắng với lại một con cá rô đây nè. Chan một ít nước cá kho vô nha mọi người. Kho này là kho sờ sờ thôi chứ không kho kẹo. Kho kẹo thì không có nước để chan. Rồi mấy đứa chan nước vô cho ăn không? Chan nước vô ăn thì mới bắt cơm nha. Đây, mời mọi người nha. Chan đi tắm. Ăn ít cơm. Vừa ăn mọi người. Cơm thì nó ngọt ngọt. Cơm thì nước cá kho thì nó ngọt ngọt mặn mặn. Thơm mùi tiêu đó. Sang với mấy đứa đang ăn cơm mọi người thì lại nhớ tới con chó nó nằm ở giữa cánh đồng á. Mấy anh em sang tính là sẽ mang một ít cơm với một ít cá để mang ra cho nó. Mà thật sự nói với mọi người nha, ban đêm ở trên cánh đồng này thì nhìn ở đâu cũng là giống như ở đâu cả. Mấy anh em sang không dám đi. Nếu mà đi xa quá đi tìm tới cái chỗ con chó đó thì sẽ bị lạc đó mọi người. Không biết chỗ để quay về đâu, chỗ này nó rộng rất là rộng luôn. Nãy giờ thì sang với mấy đứa vừa mới ăn cơm xong mọi người. Bây giờ thì cũng đã là gần 10 giờ rồi. 9 giờ 56 phút rồi, gần 10 giờ rồi. Nên mấy đứa nó rủ sang á là sẽ đi lên trên cái hòn đảo ma á, mà khi chịu sang quay á. Quay từ xa á mọi người, lên trên đó để khám phá. Từ đây mà đi lên tới trên hòn đảo trên kia thì một đoạn cũng khá xa. Nên bây giờ thì mấy anh em mình sẽ khởi hành lên trên đó nha. Dạ. Tại vì Sang á thì cũng nghe kể rất nhiều về câu chuyện về cái hòn đảo này. Nhưng mà Sang cũng chưa bao giờ ghé qua. Sang cũng ra ngoài lòng hồ này rất nhiều lần nhưng mà chưa bao giờ ghé vào trong hòn đảo cả. Nên cũng không biết là trên hòn đảo đó có những gì. Nên mấy anh em Sang á sẽ tò mò một chút lên trên đó. Để mà khám phá xem là trên hòn đảo đó có gì mà người ta gọi nó tên là đảo ma nha. Dạ. Bây giờ thì Sang với mấy đứa có mấy cái đèn. Rồi mình khởi hành đi thôi. Lều chạy thì cứ để đây nha mọi người. Lửa thì vẫn còn cháy kìa. Cầm dao thôi đi. Bạn mọi người thì cũng đã di chuyển tới cái chân đảo rồi nha. Đây là cái hòn đảo mà nhìn từ xa mình thấy nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà tới gần thì cái đảo này rất là lớn nha. Bây giờ thì mình sẽ đi vào trong để khám phá thử nha. Xa xa thì thấy có cái gì màu trắng này. Không biết là cái gì. Giờ xin phép mọi người cùng với mấy đứa mình sẽ đi vào phía trong. Ô cái gì ta? Mọi người thấy là cái đảo này nó cao hơn với cái mực nước ở ngoài kia, cái mực đất ở ngoài kia. Nên khi mà nước ấy, nó tạt vào giống như sóng đánh, ấy, nó dạt ra những cái lục bình này. Có những cái ngấn nước ở đây nè, mùa nước lên đó mọi người. Thấy mọi người thấy sỏi cát không? Mùa nước lên thì nó sẽ tạt vào đây. Cái đảo này thì toàn là gai thôi. Đi nhìn kỹ chứ mấy đứa. Toàn là gai thôi mọi người, với lại là rác nó trôi về đây nè. Tại vì mùa nước dâng thì rác nó sẽ tập vào những cái chỗ mà cao á. Nên trên đây rác rất là nhiều luôn. Đi theo anh nha. Anh với mấy đứa sẽ đi vòng vòng cái quanh đảo trước cho mọi người. Còn phía trong cái đảo này á thì gần như là không có ai đi vào á. Nên gai nó bịt bùng hết chỗ này luôn. Nên Sang đi tìm thử xem. Ôi đây có cái me bự kia ta. Có cái gốc me nè mọi người. Có cái gốc rất là to đây nè. Đi mấy đứa. Kiếm thêm là có đường đi vào hay không. Đây này là cái viền ngoài của cái đảo đó mọi người. Còn phía trong thì hình như là không có ai vào. Hả? Đâu? Ở đó đi, ở đó đi. Ở đó đi, ở đó đi. À đúng rồi, đúng rồi. Đúng cái chỗ mà mọi người thấy cái màu xanh xanh ở chỗ này không? Cái chỗ này là cái chỗ để mà người dân khi mà đi đánh cá đó phải ghé ngang đây để thắp nhang không mọi người. Đúng là cái câu chuyện này của mấy người khác á kể là đúng thật luôn mọi người. Sang chỉ quay cho mọi người xem xa xa thôi nha. Sang cũng không dám mạo phạm mọi người. Mọi người thấy một cái bàn thờ không? Một cái bàn thờ ngay đây này, quay ra đây. Đi ra.
Cái chỗ này là cái chỗ thiên đó mọi người, nên Sang, ôi con chuột chuột nó bu mình như muốn tấn công mình nè. Cái chỗ này là chỗ thiên đó mọi người, nên Sang cũng không phải là vào trong để quay sát cận cảnh để làm gì ha. Chỉ là thấy xa xa là có một cái miếu, cái miếu quay ra nha. Còn cái năm cái mộ thì tự nhiên sẽ nghĩ là nằm phía trong đây nè, có một cái khoảng trống người ta phát dọn chỗ này nè, tự nhiên sẽ nghĩ là năm cái mộ nằm ngay sát cái này luôn. Ủa, con chuột chuột nó ừ. Vậy là nãy giờ Sang với mấy đứa vừa mới đi xung quanh vòng đảo với mọi người. Cái đảo này rất là rộng luôn, đi khoảng 15 phút á thì mới hết xung quanh cái vòng của nó. Sau khi đi một vòng xung quanh á thì mấy đứa cảm giác sao? Dạ con hơi sợ anh. Sợ đúng không? Dạ. Nổi da gà đúng không? Dạ. Thật ra thì trước giờ Sang với mấy đứa nha, đi vào nghĩa địa này, đi vào rừng, đi vào những cái khu nghĩa trang, những cái chỗ mà người khác sợ, Sang mới vào, Sang mấy đứa vào trong đó khám phá. Nhưng mà cũng cảm giác là bình thường mọi người. Nhưng mà không biết hiểu tại sao á, hôm nay là đi lại tới đây á, thấy cái miếu với lại là câu chuyện kể năm cái mộ mà của những người chết đuối dạt vào trong đây người ta chôn lại á, thì Sang với mấy đứa không có đủ dũng cảm để mà đi vào phía trong luôn nha mọi người. Chỉ đi xung quanh cái vòng đảo thôi. Còn cái việc vào phía trong thôi để dịp khác đi ha mấy đứa. Dạ. Chắc là phải để ban ngày thôi. Còn ban đêm này thì Sang với mấy đứa chưa đi vào đó bao giờ, cũng không biết là phía trong đó có những gì, rồi cái mộ, năm cái mộ nó nằm ở khu vực nào, kẻo mình dẫm phải này kia, nên thôi ban đêm mình Sang mới không vào nha. Và lại những cái khu đảo mà giữa như thế này này, rắn rít nó có rất là nhiều ở trên đây, nên thôi giờ quay về trò nha mấy đứa. Còn cái việc khám phá thì để được sau đi, để sau ban ngày thì Sang với đứa sẽ vào. Sao có những cái nghĩa địa mà Sang vào lúc 11-12 giờ đêm á, Sang cũng cảm thấy bình thường, nhưng mà hôm nay đi tới cái chỗ này á, Sang cảm giác là nổi da gà đây mọi người. Và còn một cái câu chuyện nữa về cái đảo này á, là người dân khi mà người ta đi làm cá, người ta kể lại á, là khi mà mọi người đi ngang cái đảo này á, khi mà mình chạy qua á, thì mình không được quay đầu lại để nhìn cái hòn đảo này nha. Tại vì á, đã có nhiều người kể rằng á, khi mà họ chạy qua rồi xong họ quay đầu nhìn lại á, thì họ thấy năm người đang vẫy tay chào họ. Nên Sang với mấy đứa cũng quan niệm như vậy thôi. Giờ lại đi là đi một mạch về tới cái chòi luôn, không có quay đầu lại nhìn nha mọi người. Nói chung là rất nhiều câu chuyện về cái hòn đảo này, nên có lẽ là một cái dịp khác, một cái dịp nào đó khoảng tầm ban ngày đi, thì Sang mới dám quay vào nha. Hôm nay là Sang sợ thật nha mọi người, Sang sợ thật nha, Sang không dám vào luôn. Mấy đứa vừa mới di chuyển từ cái cục đảo á mà quay về tới cái lều trại này nha. Mấy đứa thì đốt lên đây một cái đống lửa để mà lấy lửa, lấy khói để đuổi muỗi mọi người. Bây giờ trời cũng tối rồi, nên Sang với mấy đứa sẽ quay vào trong lều để nghỉ ngơi nha. Tại vì ngày hôm nay thì mấy đứa nó mò cá cũng đã mệt rồi, tối khám phá này thì cũng hơi sợ một chút. Thôi giờ đi vào trong mấy đứa. Giờ mấy anh em Sang sẽ quay vào trong lều, ngủ một giấc tới sáng. Đây là phía trong cái lều của Sang này. Nay Sang có mang theo mấy cái mền nữa mọi người. Mấy đứa thì sẽ nằm trong đây, đắp mền để ngủ nha. Được không? Không được đúng không? Còn Sang thì sẽ nằm phía ngoài nha mọi người, để mà giữ cửa cho mấy đứa. Với lại là nằm 6 người thì sợ chật này kia. Mấy đứa thì nằm trong đây thôi. Kéo cái này lại nè, rồi kéo cái mở cái kia ra. Mở cái lớp trong này cho nè. Cái lều này thì nó có một cái lớp mùng phía ngoài mọi người. Mở như thế này để chống mũi mà nó lại mát nha. Sang thì nằm ở đây để canh cho mấy đứa thôi. Thôi, giờ thì thôi mấy đứa ngủ đi nha. Dạ. Ngủ một giấc. Sáng mai rồi mình hoàn thành thử thách cho mọi người. Lửa thì cứ đốt phía trước đi thôi. Ở ngoài đây thì không có muỗi đâu, không có muỗi mấy. Giờ thì Sang với mọi người mình cũng sẽ đi ngủ nha. Sang thì có cái mền trong ba lô nữa. Nằm đây canh cửa. Sáng nha mọi người. Tối hôm qua thì Sang với mấy đứa ngủ trong cái lều trại này nè, thì rất là thoải mái luôn nha. Năm đứa thì ngủ phía trong, rồi Sang ngủ phía trước đây để canh cửa cho mấy đứa nó ngủ. Sáng hôm nay mới là 5 giờ mấy sáng thôi, nhưng mà mọi người thấy phía sau lưng Sang không? Trời chỉ mưa đen thui luôn. Mặt trời thì nó đang hừng lên chỗ đây nè.
Xung quanh đây á thì trời chỉ mưa giống như là bão đang về mọi người. Xa xa kia thì trời đổ mưa luôn kìa. Ngay cái hòn đảo mà tối qua sang với mọi người cùng với mấy đứa mình đi khám phá đó, trời đổ mưa phía bên đó luôn. Phía bên đây á thì trời cũng chỉ mưa đen thui. Nói chung là nguyên cả bầu trời đen kín luôn nha mọi người. Còn mấy đứa thì tối qua nó nằm đây này. Đấy, nó vẫn còn đang ngủ say giấc ở trong đây này. Dảnh này, mấy đứa này. Nằm trong đây thì có cái màn này nè, không bị muỗi. Còn sang phía đây thì có cái đống lửa phía trước nên cũng không bị muỗi mọi người. Sáng hôm nay thì sang dậy sớm. Có lẽ bây giờ thì sẽ gom hết tất cả đồ đạc, thu dọn lều trại, kêu mấy đứa nó dậy và mình chuẩn bị đi về nha. Cái chuyến thử thách này thì sang thì cũng hơi dài rồi. Nếu như mà mọi người muốn sang làm thêm những cái video nào mà sinh tồn trên đồng cỏ này á, mọi người hãy like cũng như bình luận góp ý cho sang nha. Còn bây giờ thì chuyến thử thách cũng đã hoàn thành. Sang cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này của sang và chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye.